Tình Cha Vlog xin chào mọi người. Hôm nay ngày 8 tháng 3, Tình Cha Vlog xin chúc mọi người phụ nữ Việt Nam cũng như trên toàn thế giới một ngày tràn đầy hạnh phúc và yêu thương. Tình Cha có hai video. Video thứ nhất, ngôi nhà ma ám lộ diện một bảo vật vô giá. Và video thứ hai, lộ diện bảo vật vô giá trong ngôi nhà ma ám. Mong mọi người xem và ủng hộ Tình Cha nha. Tình Cha xin cảm ơn và xin phép bắt đầu câu chuyện. Chào các bạn, mình rất sợ đi đến chỗ này. Nhất là hút chích nè, xì ke, ma tí nè, mà mình muốn khám phá. Mình hả nói giờ. Ý, con chim. Trời ơi, xin lỗi bạn, mình đang quay mà mình thấy con chim mình giật mình. Con chim nó chết. Chim này chim xe nó lộn. Trời. Ý, trời. Có gì đây? Một tổ chim. À, chim qua vô đây làm tổ nó các bạn à. Wow, ốc vít chì tùm lum đi. Ra phụ mẹ phố, tại sao mới sinh ra mới đẻ ra là đã giàu rồi, làm tỷ phú rồi, còn có người ta mới đẻ ra là khổ, hết khổ cái này đến khổ cái kia, khổ đủ thứ á. Mình biết là mình rất là khổ, nhưng mà có nhiều người khổ hơn mình lắm, mình không biết sao nữa. Mình thấy nhiều cảnh bi thảm bi thương, người ta khổ biết bao nhiêu là khổ bạn. Đối với mình là khổ ít á, còn đối với người khác rất là khổ hơn nhiều. Lên đến tầng 13 rồi bạn à, mình lên nãy giờ mình mệt quá, mệt vừa run, sợ không biết có gì, có cửa nữa bạn à, sợ. Thôi mình lên đi, lên lẹ đi, tham quan trên đó có gì nữa. Hồi nãy giờ mình đi nói chuyện chậm quá. Mình thấy còn một cuồng băng keo. À, qua đây. Cái gì đây? Một đống xà bằng. Đi lên nữa. Thôi mình lên lẹ nha. Chà, lên tới nơi rồi. Chà, mát quá. Cuối cùng, Tình Cha Vlog đã lên tòa nhà cao nhất rồi mọi người ơi. Nhưng mà mệt quá mọi người ơi. Thôi giờ mình review cho mọi người xem nha. Đây mình đi tới nha. À trời ơi, đây hầu như này là hoàn thành xong rồi mọi người ơi. Hồi xưa Tình Cha nghe nói ở chỗ này người ta làm có người chết gì đó nên người ta bỏ khu chung cư này, không ai ở hết, bao nhiêu tiền bạc người ta bỏ hết mọi người ơi. Uổng quá, rất là đẹp, cái này không biết cái gì nữa, giống toilet quá mọi người ơi. Mình review qua bên đây nha mọi người. Mình sẽ review, mình sẽ đi tới nơi đây. And gió mát quá mọi người ơi. Đây review đây. Này cũng giống bên kia. Ý, cái gì mà có hố bự quá mọi người ơi. Chả biết cái này cái gì. Chưa đây xong lắm mọi người ơi. À, cái này là toilet mọi người ơi. Cái này là toilet. Chắc chắn là cái này là toilet. Còn bên kia là cái gì ta? Cái này là có khung để bỏ toilet xuống và đường ống nước xuống. Đúng rồi, cái này là toilet mọi người. Ủa mà cũng không đúng. Đây là đường điện hay đường cáp gì ta? Hồi khó quá, bỏ qua nha mọi người. Đây mình sẽ review đây mọi người ơi. Mình giới thiệu bên đây là cầu thang máy nha mọi người. Bây giờ Tình Cha Vlog xin review lại cầu thang máy nha mọi người. Cầu thang máy đây nha mọi người. À
N. Mọi người thấy còn thang máy không? Quá trời sâu luôn. Có nước có cá đó, dưới đó nhiều lắm mọi người, cá lô phi á mọi người. Đó. Mọi người thấy tình cha chưa? N. Cái gì đây nha mọi người? Ai bỏ gì đây nè? Gì vậy? Cái này là cái gì mọi người? Đây là giỏ ốc nè mọi người. Cái này là cái chuông gió mọi người, ta làm bằng giỏ xà lông. Ốc gì mọi người, ngoài biển mọi người. Sau đây cũng có mọi người. Ốc hương hay ốc gì mọi người? Ừ, ai bỏ đây nè. Hư rồi mọi người ơi. Sơn màu xanh chứ. Một cam luôn mọi người. Thôi dục xuống đi. Nghe cái âm luôn mọi người ơi. Ở dưới nó sâu lắm mọi người. Ghê lắm. Mình liền review cho mọi người xem nha. Có gì trên đây nha. Mọi người thấy gì không? Rất là còn cái này giống giống cái nóc của đầu còn thang máy mọi người. À cái này là cầu thang máy nha mọi người. Ở đây là hai sợi dây cáp mọi người. Đó. Để mình đổi camera lại. Mình đổi camera lại nha mọi người. Nãy giờ mình quay camera trước không à. Tình trao vlog. Đây. Review. Review. Cầu thang máy chưa hoàn thành. Này mấy chục tầng nữa mọi người. Cao lắm mọi người. Ghê sợ. Hết sợ rồi mọi người. Cái gì vậy? Cái gì ở đây vậy mọi người? Cái gì vậy? Đẹp quá vậy mọi người. Trời ơi. Đẹp quá mọi người. Cái gì đẹp quá mọi người ơi. Nở dưới đất mình coi coi. Gì đẹp quá mình cho mọi người xem nha. Trời ơi. Đẹp quá mọi người ơi. Cái này là một báu vật nha mọi người. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Có tiếng gì nè mọi người. Đây. UIA gì đó, 2000. Cái này giống Chúa Giêsu á mọi người. Cái này là những Chúa Giêsu á mọi người. Chúa Thánh Thần, Thiên Thần. Chúa Giêsu nằm trên cái thánh giá mọi người. Chúa Cha, Chúa Thánh Thần. Các vị Thánh Thần, các vị Thánh đây nè mọi người. Trời ơi, 12 đồng đồ nha mọi người. Ủa đẹp quá. Đây là một báu vật vô giá nha mọi người. Đây là một báu vật vô giá mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ tặng ai? Tặng ai? Đầu tiên review đăng ký đầu tiên bình luận mình cần một báu vật vô giá này ở nơi nào, mình sẽ cố gắng mình sẽ gửi tới nơi đó luôn. Ở xa mình không biết đường bưu điện tới được không, ở gần mình sẽ chuyển qua đường bưu điện gửi tặng cho mọi người luôn. Chỉ một người duy nhất thôi, một báu vật vô giá nha mọi người.
mình sẽ không lượm đâu, mình sẽ tặng cho mọi người sẽ một báu vật vô giá này. Có ai muốn một báu vật vô giá này? Nghiêm túc nha mọi người, đây là một báu vật vô giá. Có người ta nghĩ là báu vật này không có giá trị gì đâu, nhưng mà đối với mọi người yêu Chúa, thương người, người ta sẽ rất là quý báu vật này lắm mọi người. Mình chỉ tặng cho những ai cần đến thôi. Đây là mình coi như là một báu vật thôi. Mọi người có mọi cách nghĩ khác nhau. Mình tặng một báu vật này là rất là vô giá, không có giá luôn mọi người. Rất là quý, hiếm, rất là đẹp. Ai thích thì mình sẽ tặng. Chỉ có một cây thôi, cây thánh giá duy nhất. Chỉ một người thôi nha mọi người. Một người đầu tiên thật lòng thích thì mình sẽ tặng một món quà vô giá. Một món quà vô giá. Nhớ comment mình nha, để mình biết địa chỉ này nọ. Số điện thoại mình 0909 99 0917. Mình đọc lại nha, 0909 99 0917. Ai có thật lòng muốn thì mình sẽ tặng. Nhớ điện thoại cho mình, số điện thoại đó mình sẽ tặng cho mọi người. Một người thôi nha, chứ nó lộn, một người thôi. Một người đầu tiên. Mình đọc lại số điện thoại nha, 0909 99 0917. Mình thật lòng mình tặng đó. Mình lên tới đây, mình làm được một báu vật. Một nơi tưởng chừng ghê sợ, nhưng được mọi người ủng hộ kênh mình, trong lòng mình cũng hết sợ, bớt sợ luôn. Mình thật lòng chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ kênh mình thời gian qua. Hỡi 800 mấy người đã giúp mình có niềm vui khi ra video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Vlog Tình Cha xin chào mọi người. Tình Cha lần đầu tiên Tình Cha khám phá nơi này. Mình vào nơi này rất là sợ lắm mọi người. Rùng mình luôn mọi người. Rùng mình sợ. Vì không, mình không phải là sợ ma. Mình chỉ sợ những người sống, ma sống mọi người. Vào trong nơi này rất là hoang vắng mọi người. Mọi người xì ke ma tí này nọ, cướp giật giết người cướp của, rất là nguy hiểm. Mình chỉ sợ như đó thôi. Mình chỉ mong muốn là mình có sức khỏe để khỏe mạnh, lo cho con mình an học, đến nơi đến chốn, nên mình dậy mình mới sợ thôi. Vào nơi này hoang vắng, có gì đâu mà quý giá mọi người. Tình Cha thì không có gì quý giá. Nếu Tình Cha có báu vật thì Tình Cha đã giàu có rồi mọi người. Nếu mà có một báu vật là do mọi người cảm thấy nó quý thì nó quý. Một người mà có tình có nghĩa với mọi người, người ta cho một viên gạo hạt muối thì mọi người cảm thấy quý, thấy rất là thương mến người ta. Còn một người mà bạn muốn ghét đau ghét đắng mà cho bạn vàng đi nữa, bạn cũng không bao giờ. Còn Tình Cha thì không có gì cả, ngoài tình cảm của Tình Cha dành cho mọi người thôi. Nếu video của Tình Cha
trai không hay mọi người bỏ qua. Mình làm cái gì của một mình hết, từ quay phim này nọ, suy nghĩ ra quay video ngôi nhà ma ám, rồi về một món quà vô giá mình cũng nghĩ ra thôi mọi người. Cái này là mình nghĩ ra chứ không có thật đâu nha mọi người. Nhưng mà món quà mình tặng cho mọi người là thật. Nếu mà ai cảm thấy thích món quà này, mình sẽ gửi tặng cho mọi người. Đây. Ai mà thật, ai mà thật lòng thích thì sẽ tặng cho món quà này. Có nhiều người thấy món quà này là bình thường, con người chẳng có giá trị gì. Có người cảm thấy chúa nè, cây thánh giá nè, có các vị thần, có 12 tông đồ, có vị thánh, có chúa cha, chúa trời, có chúa Giêsu, có rất nhiều thần thánh trong đây, rất là quý giá. Bên cạnh đó là tình cảm của tình cha dành cho một người biết quý cái món quà này. Bởi vậy mình nói là món quà vô giá. Ở trong khu chung cư này không có gì quý giá cả mọi người, ngoài sắc dụng và xà bằng với là căn nhà này thôi. Còn đâu có gì để mà mình đựng được một báu vật. Nên mình làm cái video này có nhiều người thất vọng, người ta hy vọng muốn già vô giá. Bây giờ có bức tượng này có người coi là quý giá, ai xem như quý giá, muốn tình cha tặng thì hãy comment cho tình cha nha. Tình cha sẽ gói lại quà và gửi đến nơi cho người nào thật lòng muốn bức tượng này. Rồi, có ai thật lòng muốn bức tượng này thì mình sẽ tặng luôn nha mọi người. Này, bức tượng này là của mình nha, chứ không phải mà là ở trong đây đâu nha mọi người. Đây, ai thật lòng muốn thì comment cho mình sẽ gửi cho, tặng miễn phí mọi người. Đây là món quà, món quà mà tình cha gọi là vô giá. Tình cha gọi là vô giá thôi, mình quý giá nó thôi. Mọi người có cách suy nghĩ khác. Trên thế gian này mình nghĩ là nó vô giá thì nó vô giá thôi, còn mình nghĩ không có giá trị thì nó không có giá trị thôi. Giống như vàng bạc kim cương gì á, con người mình nghĩ nó vô giá, nó quý giá thì nó là quý giá. Đồ cổ hay bất cứ gì mình nghĩ nó có giá trị thì nó có giá trị, nên ai nghĩ nó có giá trị thì mình sẽ tặng cho người đó. Tình cha ơi đốc xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý giá xem video của tình cha Vlog. Ai mong muốn báu vật này thì hãy liên lạc số điện thoại của tình cha Vlog nha. Nhớ comment cho mình trước. Rồi sẽ tặng cho một người đầu tiên duy nhất cần đến báu vật này mình sẽ tặng nha. Số điện thoại của mình là 0909990917. Mình xin nhắc lại số điện thoại để liên lạc mình nha, 0999. Xin lỗi mình đọc lại nha, đậu rồi. 0909990917.
9 1 7 Rồi, mọi người ai cần thì mình sẽ gửi cho Tình Trang Vlog. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý giá xem video Tình Trang Vlog nha. Có gì làm mọi người buồn, mong mọi người bỏ qua cho.